chân lê sắc tăng nghi phong thượng đăng hiểu để tôi linh linh tây thiên tam mi đạo địa linh Hãy subscribe
sáng sinh giúp đời. Sơn và sơn đinh làm nơi sơ thai mà thấy một người khi ăn khai khôn quán bộ khó cho để phục vụ đàn sự khó nhàng. Nhật đứng thời loạn xa về đây ý nhà. Tài sai đỗ chiều lộ cổ cổ nghi nắng đất cô ai vốn sông sơn trang. Tinh tinh ngơ ngày bằng chụp măng măng xa măng tre măng nứa cơn lam cha ngàn. Cô cũng có mẹ mẹ xuống ngay đi có phen xuống ngang đi tìm mơ cô nào thức thấy ai dâng về đền dầu hồ khi say nắng nắng sớm sương nghi không quan sát đường chẳng chẳng ngại đường mây hôm nay loan xa về đây đây chân tâm lệ vật sự tâm cho thanh đời. Quang sáng to đuôi đồi trời bầu xuân sắc tốt thuy sương xa trên ngàn năm qua nhiều hoa tiết chùa đốt đốt bao xa sớm chiều hồ mây nắng nắng chi chúa lưng lưng đèo ý nhà. Sắc tốt tươi sương xa trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa ý nhà. Bước đi sao bước lên to nhìn đàn tiếng hát ca vang xuôi nghe vàng vòng lời ca đôi bao la sương phù sắc sắc nhòa thương thanh đông loạn xa về đây trên ngàn gió cuốn sung cây cất cất cao tiếng hát hòa hòa một câu ca cất cao tiếng hát hòa một câu ca. Chúa mới ban xa bốn phương thu hội để đàn tháng ngày ban cho tiên tôn lúa dây bồng bồng lộc lộc lắm về đến đây càng nhiều ban đi cho say nhật nhật sáng yêu bồng bồng lộc lộc cho nhiều năm ngoài năm xưa thành đồng con vì sớm phục vụ thờ ba mươi mùng một ngày mười một mùng sáu ba mươi ngày mùng một sáng sáng người tiên nữ đang bay về nơi ba bà đi đi đời sáng 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 người tiên nữ thank you.
đang hai hoa bên đồi. Hãy tiên hai hoa phù dung, đôi cây tiên hai bông hoa hồng. Kia là hoa cúc hoa hồng, hoa son hoa lan hoa nào đẹp. Trường sinh có nước đầy hồ. Lại khen người tạc đàn bà,
bầu trời cảnh Phật non tiên dị kỳ. Chữ rằng thành sáng như nguồn.